Chào các bạn, mời các bạn theo dõi chương trình Tuổi Thần Tiên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, một chương trình với những thông tin bổ ích và lý thú dành cho lứa tuổi thiếu nhi chúng mình. Mở đầu là mục thông tin học đường, tiếp theo là mục chia sẻ kinh nghiệm và cuối cùng là mục những nốt nhạc vui. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường học là một xu thế tất yếu của kỷ nguyên số, không thể phủ nhận được vai trò và tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Sự ra đời của công nghệ thông tin là sự tích hợp, đồng thời các tiến bộ về công nghệ và tổ chức thông tin đem đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển của giáo dục. Công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của Internet mở ra một kho kiến thức vô cùng đa dạng và phong phú cho người học và người dạy, giúp cho việc tìm hiểu kiến thức đơn giản hơn rất nhiều, cải thiện chất lượng học và dạy. Nếu như trước đây, việc tiếp thu kiến thức được cung cấp từ sách vở và giáo viên, thì hiện nay, nguồn kiến thức đa dạng này còn được cung cấp trực tuyến qua kết nối Internet. Công nghệ thông tin tạo điều kiện cho người học có thể học tập và tiếp thu kiến thức một cách linh động và thuận tiện. Mọi người có thể tự học ở mọi lúc, mọi nơi, có thể tham gia thảo luận một vấn đề mà mỗi người đang ở cách xa nhau, góp phần tạo ra xã hội học tập mà ở đó người học có thể học tập suốt đời. Trường chúng tôi thì được các phụ huynh ở các lớp thì lắp cho con em mình mỗi lớp học là một máy tính và một màn hình tivi và lắp mạng. Thế chính vì thế cho nên là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của các thầy cô là được đầy đủ trong tất cả các tiết học. Bên cạnh đó, với sự thuận tiện cho việc học ở mọi lúc mọi nơi, công nghệ thông tin sẽ tạo cơ hội cho học sinh có thể lựa chọn những vấn đề mà mình ưa thích, phù hợp với năng khiếu của mỗi người, từ đó phát triển theo thế mạnh, kích thích phát triển năng khiếu và tài năng của mỗi cá nhân. Giáo viên là một nghề vô cùng cao quý, luôn được mọi người kính trọng. Với dân tộc Việt Nam, tôn sư trọng đạo là văn hóa giáo dục lâu đời qua nhiều thế hệ. Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta cùng nhau tri ân tới các thầy cô giáo nhé! Chương trình sẽ giới thiệu đến các bạn những câu nói hay về thầy cô, dạt dào cảm xúc và vô cùng ý nghĩa. Dạy học là nghệ thuật vĩ đại nhất vì đó là sự kết hợp giữa lý trí và tinh thần. Một người thầy giỏi giống như ngọn nến, đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho những người khác. Giáo viên là những người truyền cảm hứng. Họ biết rằng việc giảng dạy cũng giống như làm vườn và sẽ không thể hái được những bông hoa nếu không chạm vào gai. Thầy cô chính là người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim. Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được. Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh. Sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác. Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống, thì chính các thầy cô giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế. Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi. Tôi tin rằng giáo viên là người quan trọng và chịu nhiều trọng trách nhất của xã hội vì những nỗ lực trong nghề nghiệp của họ có ảnh hưởng tới số phận của cả trái đất. Mục chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô giáo Hà Thị Nguyệt, giảng viên trường Đại học Tân Trào để cùng tìm hiểu về kỹ năng sống nhé. Xin cô cho biết về lợi ích của môn kỹ năng sống đối với các em học sinh. Giáo dục kỹ năng sống là một cái hoạt động giáo dục ở trong nhà trường mà chủ yếu là nhằm hình thành những cái kỹ năng để ứng phó với những cái tình huống khác nhau trong đời sống cho học sinh. Cho nên là kỹ năng sống là một cái hoạt động giáo dục mà có ý nghĩa rất là lớn. Khi mà học sinh được trang bị kỹ năng sống tốt ấy, thì việc trước tiên nó sẽ mở rộng đào sâu cái vốn kiến thức ở trong các môn học ở trong nhà trường cho học sinh. Thứ hai là học sinh sẽ được hình thành và phát triển những cái kỹ năng như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác,
vân vân, và rất nhiều những cái kỹ năng khác nữa. Và những cái kỹ năng này nó sẽ là cái hành trang mà giúp các em có cái cuộc sống tốt đẹp hơn, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng, với xã hội. Và thứ ba là các hoạt động giảng dạy kỹ năng sống với một cái đặc trưng là hình thành và phát triển hoạt động cho học sinh. Cho nên nó sẽ giúp các em bồi dưỡng được cái lòng tự tin, ham thích hoạt động của mình và có cái tính linh hoạt, có cái phong thái, rồi là cái ứng xử tốt ở ngoài môi trường xã hội. Và kỹ năng sống tuy rằng nó là một cái hoạt động nhưng mà nó tác động trên cả ba mặt, là mặt nhận thức, mặt kỹ năng và thái độ cho học sinh. Vậy việc giáo dục kỹ năng sống đang được lồng ghép ở trong học đường ra sao? Giáo dục kỹ năng sống thì nó cũng có rất là nhiều những cái dạng tổ chức khác nhau. Cái thứ nhất đó là lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống trong các môn học. Ví dụ như trong môn toán, môn tiếng Việt hay môn đạo đức hay là giáo dục công dân v.v. Tất cả các môn học ở trường phổ thông đều có thể tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống. Thứ hai là tổ chức dưới dạng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ví dụ như hoạt động trải nghiệm, tổ chức các hoạt động chuyên đề. Và thứ ba là tổ chức các hoạt động xã hội cho học sinh tham gia vào hoạt động xã hội và hình thành phát triển kỹ năng sống. Khi mà giảng dạy kỹ năng sống thì cần có những cái phương pháp gì để cho các em học sinh tiếp thu một cách hiệu quả? Đặc trưng của giáo dục kỹ năng sống như đã nói ban đầu là chúng ta chủ yếu, cái cốt lõi của nó là phát triển cái kỹ năng cho trẻ để giúp trẻ ứng phó với những cái vấn đề của ngoài đời sống. Tức là nó hướng vào bên trong bản thân nội lực của trẻ. Thế chính vì thế mà cái phương pháp giáo dục kỹ năng sống ấy, nó cũng có những cái đặc trưng. Nó không giống như cái phương pháp dạy học hay là những cái phương pháp giáo dục đơn giản. Cho nên là cái phương pháp để mà giảng dạy có hiệu quả cái nội dung giáo dục kỹ năng sống ấy, thì giáo viên cần phải tổ chức tốt các hoạt động cho trẻ. Ví dụ các giáo viên có thể sử dụng các phương pháp như là phương pháp trải nghiệm, phương pháp đóng vai, phương pháp trò chơi và những cái phương pháp như là phương pháp thực hành. Đấy, thì tất cả những cái này làm sao mà tức là giáo viên tổ chức được hoạt động và làm sao mà để cho học sinh thu hút được vào cái hoạt động đấy, thì từ đấy thì cái kỹ năng của học sinh mới hình thành được. Không nên sử dụng những cái phương pháp mang cái tính lý thuyết giấy tờ nhiều. Là một giáo viên, một giảng viên thì cô có lời khuyên gì dành cho các em học sinh để các em học tốt môn kỹ năng sống ạ? Đối với các học sinh thì cô nghĩ rằng là cái việc đầu tiên mà các con cần phải làm đó là hợp tác, tính hợp tác và những cái tính trách nhiệm đối với cái việc học tập của mình ở trên lớp. Ví dụ như khi giáo viên tổ chức những cái hoạt động học tập, cái hoạt động giáo dục ở trên lớp thì các con hợp tác với các thầy cô để tổ chức tốt cái hoạt động. Cái thứ hai nữa, cái việc cực kỳ quan trọng đó là việc tăng cường các trải nghiệm và hiểu biết về đời sống xã hội của các em trong đời sống thực hàng ngày này và rèn luyện trong tất cả mọi thời gian hàng ngày này thì là cái chìa khóa để rèn kỹ năng sống tốt nhất kết hợp với các bài học của các thầy cô giáo ở trên lớp. Bởi vì trên thực tế thì giờ dạy ở trên lớp thì nó sẽ có hạn. Chính vì thế mà nếu học sinh không tự giác, không tích cực, độc lập và tự rèn luyện thì cái việc mà giáo viên tức là từ bên ngoài nó tác động vào trẻ thì nó chỉ được chốc lát trong một cái thời gian ngắn thôi, và hành vi khi đấy nó không được củng cố. Cho nên cái tính tự giác, cái tính trách nhiệm, cái tính độc lập của học sinh sẽ phải là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho các em có thể phát triển chính cái kỹ năng sống của mình. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với mục những nốt nhạc vui nhé. Thank you.
trời soi rực rỡ, gió lùa tóc em bay, bước chân nhanh nhanh em đi đưa cơm cho mẹ em đi gài. Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời chưa vừa tròn bóng, mẹ ăn cơm cho nóng mà để thơm lừng cả bàn tay là thơm nắng hôm nay.
chương trình Tuổi Tân Tiên của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!